Có bao giờ bạn đã từng lên kế hoạch đọc sách thật chi tiết, tỉ mỉ nhưng tất cả những gì bạn làm lại là nằm cả ngày trên giường với Facebook, TikTok, Instagram? Hay có đôi khi bạn quyết định bắt đầu một ngày thật năng suất bằng việc mang sách ra quán cà phê ngồi đọc? Nhưng trước khi đọc, bạn lại check in một chút và thế là bị cuốn theo những lượt like, comment trên mạng xã hội tự lúc nào mà không hề hay biết. Nếu bạn đang gặp trường hợp tương tự, thì đó không chỉ là vấn đề của riêng bạn mà là vấn đề chung của nhiều bạn trẻ. Vậy sau tất cả, liệu văn hóa đọc có đang được quan tâm hiện nay? Hãy cùng Bookie chúng mình tìm hiểu về vấn đề này nhé! Trước sự phát triển của cuộc sống, con người nguyên thủy nhận thức rõ tầm quan trọng của tri thức. Họ tìm cách lưu giữ những thông tin mình đã nhận thức được để lại cho các thế hệ sau, và sách đã ra đời. Có thể nói, từ khi có sách thì nền văn minh của loài người mới được xác thực. Thế nhưng, có một sự thật rằng, thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, văn hóa nghe, nhìn, lấn át văn hóa đọc. Có lẽ vì thế mà giới trẻ ngày nay càng xa dần với thói quen đọc sách. Văn hóa đọc, hiểu đơn giản, chính là thái độ, cách ứng xử của mỗi người với tri thức sách vở. Văn hóa đọc hiện nay không đủ sức thu hút đông đảo các bạn trẻ. Điều đó thể hiện rõ khi ta bắt gặp những thư viện, hiệu sách vắng bóng người tìm đọc, nhường chỗ cho nhà hàng, quán cà phê, karaoke, quán internet lên ngôi. Vậy, nguyên nhân đến từ đâu? Gia đình, nhà trường và xã hội thiếu quan tâm đến việc phát triển tâm hồn và năng lực trí tuệ cho con trẻ. Phụ huynh vì bận rộn với công việc mà không quan tâm khuyến khích con cái đọc sách. Nhà trường không có kế hoạch đọc sách, hay thậm chí một số trường không hề có không gian đọc sách cho học sinh. Xã hội không có chương trình khuyến khích, cổ động việc đọc sách trong toàn dân để nâng cao dân trí. Và dường như khôi phục thói quen đọc sách trong toàn dân chỉ nằm trên khẩu hiệu. Đó hầu hết là nguyên nhân cơ bản mà Việt Nam đang gặp phải. Ngoài ra, có thể thấy nhiều cuốn sách xuất bản với những giá trị nội dung chưa thực sự sâu sắc, lành mạnh, hoặc chủ yếu chỉ sưu tầm, tổng hợp lại nội dung của nhiều sách khác, làm thị trường sách trở nên hỗn độn, phức tạp. Có cuốn sách dày cộp, giá trên trời, hay vẫn có những cuốn sách lậu, kém chất lượng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến văn hóa đọc của giới trẻ hiện nay. Thị trường sách tại các tỉnh nhỏ cũng chưa thực sự phong phú, nhiều đầu sách hay, có giá trị nhưng rất khó để tìm đọc, tìm mua do không được bày bán trên thị trường. Và hậu quả là không muốn đọc sách khiến cho việc học tập cũng trở nên khó khăn, tri thức hết sức hạn chế, hiểu biết hạn hẹp. Một hậu quả dễ nhìn thấy nhất là giới trẻ ngày nay có năng lực đọc rất kém, viết sai chính tả nhiều, không phân biệt được lỗi phát âm và diễn đạt vụng về, thô lỗ. Không đọc sách làm cho tâm hồn khô héo, thiếu cảm xúc và những rung động chân thành. Giới trẻ ngày nay càng trở nên cộc cằn, ứng xử thiếu lịch sự, thường vô lễ với thầy cô và người lớn. Việc ít đọc sách khiến giới trẻ không biết cảm thông, chia sẻ hay yêu thương, không biết tự kiềm chế bản thân, làm nảy sinh càng nhiều các vụ bạo lực xảy ra trong học đường. Là một Gen Z, chúng ta nên làm gì? Như chúng ta đã biết, Gen Z là thế hệ được sinh ra trong thời đại công nghệ phát triển. Chúng ta may mắn được thừa hưởng những tiến bộ của khoa học hiện đại. Mình sẽ càng may mắn hơn khi chúng ta biết cách tận dụng những công nghệ ấy để tìm kiếm, đón đọc những đầu sách có giá trị, biết học hỏi từ sách để tích lũy cho mình những kinh nghiệm sống và phát triển bản thân toàn diện. Đọc sách là thể hiện lòng biết ơn đối với người xưa và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và đất nước. Hãy lựa chọn cho mình những quyển sách hay và đọc nó hàng ngày. Đó chính là con đường đúng đắn dẫn bước ta đến cánh cửa tương lai. Và đó là tất cả thông điệp mà Bookie chúng mình muốn nhắn gửi qua video này. Hy vọng sau khi xem xong video thì các bạn sẽ có những suy nghĩ và hành động cụ thể để góp phần nâng cao văn hóa đọc trong toàn xã hội. Nếu như các bạn có bất kỳ đóng góp gì thì hãy comment xuống bên dưới cho chúng mình biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ chúng mình trong những video sắp tới.